Vì một thế hệ trẻ Việt Nam, 20 năm nữa sống đầy cống hiến và tử tế. Chúng tôi, Dự án Trí tuệ Việt Nam, xác quyết một sứ mệnh, chấn hưng đạo lý quốc gia bằng con đường văn hóa độc tinh hoa ba gốc rễ. Hơn một năm qua, chúng ta đã không quản gì mưa nắng, khó khăn, tâm sức để thực hiện sứ mệnh này. Không có gì lấy làm vui hơn khi làm một ngọn lửa nhỏ thắp lên cùng ánh hào quang trí tuệ của Tổ quốc. Hơn một năm qua, chúng ta đã đi qua biết bao vùng miền của Tổ quốc, từ vùng cao Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Huế, rồi đến thành thị như thủ đô Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác: Hưng Yên, Hà Nam, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định. Nơi nào cũng có những người thủ lĩnh tràn đầy nhiệt huyết. Không chỉ có những chuyến đi thực tế để thấy được cái mưa nắng của đất nước, chúng ta đã có những hành trình đào tạo online với hơn 2.000 học viên đến từ hơn 50 tỉnh thành khác nhau và cả nước ngoài. Chúng ta ở đây là để nhìn về một cuộc cách mạng quan trọng bậc nhất của chính mình, đó là cách mạng văn hóa độc. Có văn hóa độc mới có ý thức sự tự học. Có sự tự học mới có sự tự chủ. Có sự tự chủ mới có sự tự do. Có sự tự do mới có hạnh phúc. Bởi lẽ hạnh phúc là sự tự do tâm trí của trí tuệ khởi sinh luôn bền vững hơn sự hưởng thụ vật chất. Một bữa cơm nuôi ta được vài tiếng, một chiếc áo giúp ta ấm hơn được vài tháng, nhưng kiến thức và sự hiểu biết sẽ soi sáng ta cả cuộc đời. Mọi đau khổ và lầm than đều xuất phát từ thiếu hiểu biết. Chúng ta ở đây để cùng nhau vén màn đêm tối tăm trong tâm trí và đón chào ánh sáng của tình thương và trí tuệ tràn ngập khắp tâm hồn mình. Nào, hãy cùng nắm chặt tay nhau và xác quyết trên con đường cách mạng văn hóa độc.